thung lũng Silicon Valley, sự tranh chấp giữa hai ông lớn Apple và Samsung luôn là sự quan tâm hàng đầu của giới mô điệu công nghệ. Samsung và Apple vốn có mối quan hệ thân thiết với nhau, Samsung vốn là một trong những đối tác lớn của Apple, bởi vậy câu chuyện Apple kiện Samsung với những hành động cứng rắn quả thật rất bất ngờ. Vậy, điều gì đã châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai ông lớn Apple và Samsung? Trước tiên, phân tích case study. Về đối tượng, điện thoại iPhone của hãng Apple. Về tình trạng pháp lý, ngày 5 tháng 1 2007, 4 ngày trước khi iPhone được giới thiệu với thế giới, Apple đã nộp một bộ 4 bằng sáng chế thiết kế, bao gồm các hình dạng cơ bản của iPhone. Tiếp sau đó là vào tháng 6 năm đó, với một bộ hồ sơ lớn của một bằng sáng chế thiết kế màu sắc, bao gồm 193 ảnh chụp màn hình của iPhone khác nhau theo giao diện của người dùng đồ họa. Năm 2012, Ủy ban bằng sáng chế và thương hiệu Mỹ đã chính thức cấp bằng sáng chế cho thiết kế của iPhone với tên gọi thiết kế đặc sắc cho thiết bị điện tử. Chính từ các hồ sơ cùng với các bằng sáng chế tiện ích của Apple, đăng ký thương hiệu và quyền thương mại mà Apple lựa chọn các tài sản trí tuệ cụ thể để thực thi đối với Samsung. Chủ sở hữu Apple sẽ được hưởng quyền tài sản và quyền nhân thân quy định tại Điều 122, khoản 2 và khoản 3. Điều 122, tác giả và quyền của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí. Khoản 1, tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là người trực tiếp sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp. Trong trường hợp có hai người trở lên cùng nhau trực tiếp sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp thì họ là đồng tác giả. Khoản 2, quyền nhân thân của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bao gồm các quyền sau đây. Được ghi tên là tác giả trong bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí máy tích hợp bán dẫn. Được nêu tên là tác giả trong các tài liệu công bố giới thiệu về sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí. Khoản 3, quyền tài sản của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là quyền nhận thù lao theo quy định Điều 135 của luật này. Vậy, vấn đề phát sinh là gì? Apple đã kiện Samsung ngày 15 tháng 4 năm 2011 lên tòa án quận Bắc California, Hoa Kỳ rằng một số điện thoại và máy tính bảng của Samsung bao gồm cả Nexus S, Epic 4G, Galaxy S4G và Samsung Galaxy Tab vi phạm về sở hữu trí tuệ của Apple, bao gồm bằng sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa, giao diện người dùng và phong cách. Bằng chứng của Apple đệ trình lên tòa án bao gồm side-by-side so sánh hình ảnh của iPhone 3GS và i9000 Galaxy S để minh họa cho những điểm tương đồng vi phạm trong ngành bao bì và các biểu tượng cho các ứng dụng. Dưới góc nhìn của Apple, thiết kế điện thoại của Samsung thay đổi hoàn toàn sau khi iPhone ra đời. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của Samsung, họ từng phát triển nội bộ tới 10 mẫu điện thoại cảm ứng dù chưa giới thiệu ra công chúng trước khi biết đến iPhone. Samsung cũng tiến hành phản kiện Apple vào ngày 22 tháng 4 năm 2011, nộp đơn khiếu nại liên bang tại tòa án Seoul, Tokyo và Mannheim, Đức, cáo buộc Apple vi phạm bằng sáng chế của Samsung cho công nghệ điện thoại di động thông tin liên lạc. Không những vậy, Samsung còn tố Apple cạnh tranh không lành mạnh. Luật sư Shirley Verhoeven của Samsung tin rằng Apple đang cố ngăn đối thủ mạnh nhất của họ tham gia vào cuộc chơi. Sự cạnh tranh chính là thứ làm nên nước Mỹ và quyết định của tòa có thể thay đổi quan niệm về cạnh tranh tại quốc gia này. Thực tế, khách hàng luôn có sự lựa chọn và Apple không đưa ra được bằng chứng nào cho thấy người tiêu dùng nhầm lẫn giữa các sản phẩm. Apple chỉ đang muốn độc quyền với thiết kế chữ nhật bo góc với màn hình cảm ứng. Hãy hình dung, bạn bước vào gian hàng TV của Best Buy, tất cả TV đều trông giống nhau. Chúng có viền bao quanh, chúng có màn hình phẳng, chúng có thiết kế tối giản. Và hãy để Samsung cạnh tranh tự do trên thị trường thay vì để Apple cố ngăn chặn họ tại tòa. Vậy thế nào là hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí? 1. Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và thiết kế bố trí được bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu. 2. Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mà không trả tiền đền bù. Áp dụng vào tình hình thực tế của vụ kiện, thời điểm có mặt ở tòa án tại Hoa Kỳ, Apple đã đặt ra một loạt các câu hỏi cho các kỹ sư và các nhà thiết kế liên quan đến bằng sáng chế của Samsung. Họ đã xác nhận được rằng Samsung đã sáng chế và phát triển những công nghệ đó. Tuy nhiên, khi nhận được yêu cầu giải thích chi tiết thì một số nhân viên không thể trả lời. Apple gửi một tập tài liệu cho tòa án để cho thấy sự so sánh giữa hai phiên bản iPhone và Galaxy S. Kết quả là, cuộc chiến giữa hai ông lớn này diễn ra trên các tòa án Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Ý, Đức, Hà Lan, Úc, Anh, nhưng nổi bật nhất vẫn là vụ kiện tại tòa án Hoa Kỳ. Gần đây nhất, ngày 2 tháng 5 năm 2014, tại tòa án San Jose, Mỹ khẳng định Samsung sử dụng trái phép 3 bằng sáng chế và phải bồi thường cho Apple 120 triệu USD. Apple cũng vi phạm một bằng sáng chế của Samsung, nhưng được cho là không cố ý và chỉ phải trả 158.000 USD.
Ngay sau vụ kiện, phán quyết của tòa lập tức có ảnh hưởng tích cực đến Apple. Giá cổ phiếu của họ tiếp tục lên tới một mức kỷ lục mới là $673 chỉ sau vài giờ khi phán quyết này được đưa ra. Mức thiệt hại của Samsung thì không chỉ dừng lại ở mức tiền phạt lên đến 1 tỷ USD buộc phải nộp cho Apple theo yêu cầu của tòa án, mà còn lớn hơn rất nhiều do sự sụt giảm trầm trọng của giá trị cổ phiếu sau khi phiên xử kết thúc. Nhìn chung, tổng số lượng thiệt hại của Samsung do sự sụt giảm giá cổ phiếu lên đến mức 12 tỷ USD, lớn hơn nhiều so với tổng số tiền mà tòa án yêu cầu Samsung phải trả cho Apple, trong khi một cổ phiếu của Apple đã tăng lên mức cao nhất trong lịch sử. Cuộc chiến về sở hữu trí tuệ vẫn chưa có hồi kết. Diễn biến của những vụ kiện tiếp theo sẽ được nhóm phân tích trong những lần học lại sau. Xin chân thành cảm ơn. Apple hân hạnh tài trợ chương trình này.